Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn nhiều trường học do xây dựng từ lâu nên các tiêu chí về phòng cháy chữa cháy chưa đáp ứng được với quy định mới. Trước thực tế đó, nhiều địa phương đã tăng cường đầu tư bổ sung hệ thống phòng cháy, thay thế bằng các công trình mới, từng bước khắc phục những hạn chế trước đây. Mặc dù không nằm trong diện quy định cần phê duyệt về phòng cháy chữa cháy, song ngay từ lúc thiết kế cho đến khi thi công, các đơn vị liên quan đã tính toán cẩn thận để khi hoàn thiện, công trình nhà ăn này sẽ phù hợp với tổng thể quy hoạch phòng cháy của toàn bộ trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Lang Chánh. Tổng cái diện tích dùng khối của cái 1.200 mét vuông này thì nó theo quy định chưa phải làm cái công tác thẩm duyệt về phòng cháy, nhưng mà trong quá trình thi công đến khi hoàn thiện cái công trình này đến tháng 5 để đưa vào sử dụng, trước khi đưa công trình vào sử dụng ấy thì các hạng mục đấy đơn vị cũng đã bố trí kết hợp cùng với chủ đầu tư để khi nào công trình hoàn thiện đưa vào sử dụng thì các hạng mục phòng cháy chữa cháy sẽ được lắp đặt theo đúng cái yêu cầu. Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, huyện Lang Chánh đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng để từng bước khắc phục những hạn chế về phòng cháy chữa cháy trong trường học theo quy định mới. Có thể thấy, vấn đề đảm bảo các quy định mới đã được nhà trường cũng như chính quyền huyện Lang Chánh đặc biệt quan tâm. Thì khi đưa vào sử dụng thì kể cả cán bộ giáo viên, nhân viên, rồi là học sinh nhà trường cũng rất là yên tâm về cái việc phòng cháy chữa cháy. Đơn vị cũng có những thầy cô là hàng năm là sẽ đi tập huấn và được cấp chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy, và cơ bản là cái số mà đạt là chứng chỉ có chứng chỉ phòng cháy chữa cháy thì ở nhà trường là cũng 90%. Không riêng Lang Chánh, các địa phương khác cũng xem vấn đề bổ sung hệ thống phòng cháy trong trường học là một trong những ưu tiên hàng đầu. Theo đó, các công trình cải tạo sửa chữa lớn và các công trình xây dựng mới, các huyện đều thực hiện đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy đáp ứng yêu cầu, từng bước thay thế dần các công trình cũ trước đây. Các trường đã được đầu tư từ trước, chưa có hệ thống phòng cháy chữa cháy. Với trách nhiệm là phòng tham mưu, trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo huyện rà soát các công trình trên địa bàn huyện để bổ sung hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tuy nhiên, với một số địa phương, nhất là các huyện miền núi, kinh phí vẫn là vấn đề trở ngại hàng đầu cho việc đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trong cái quá trình triển khai thực hiện các cái dự án, cái nguồn kinh phí của huyện thì còn nhiều khó khăn, chưa thể triển khai cái thi công cái hệ thống phòng cháy chữa cháy cùng một lúc là cho tất cả các trường lớp học trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới thì Ủy ban nhân dân huyện cũng xác định là dành các nguồn kinh phí, huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư các cái hệ thống phòng cháy chữa cháy đảm bảo theo quy định mới. Hiện nay, các quy định mới về phòng cháy chữa cháy đã được siết chặt hơn. Đây vừa là cơ sở quan trọng để đảm bảo an toàn cháy nổ, nhưng cũng vừa là khó khăn đối với hầu hết các công trình cũ có thiết kế từ nhiều năm trước. Do đó, không thể cùng một lúc, nhưng các trường học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để thay thế dần bằng các công trình mới đảm bảo đầy đủ các tiêu chí theo quy định hiện hành. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn về người và tài sản cho các nhà trường.